Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi vào bài của chúng ta ngày hôm nay, đấy là bài TypeScript các kiểu đặc biệt. Angular. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript. Thì trước khi vào bài lần này, chúng ta sẽ chữa bài lần trước. Bài lần trước thì chúng ta đã học về các kiểu nguyên thủy trong TypeScript. Thì ba kiểu nguyên thủy là gì? Đó chính là Boolean, Number và String. Xin chúc mừng các bạn đã có những đáp án đúng. Phần thưởng của bạn là một tràng pháo tay thật to. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi vào bài của chúng ta ngày hôm nay, đấy là bài TypeScript các kiểu đặc biệt. Thì có bốn kiểu đặc biệt trong TypeScript, đấy là kiểu any, kiểu unknown, kiểu never và kiểu undefined, enum. Các kiểu đặc biệt lại còn nhiều hơn cả các kiểu nguyên thủy đúng không? Chúng ta sẽ đi vào là kiểu dữ liệu thứ nhất. Đấy là kiểu dữ liệu any. Kiểu dữ liệu any. Any là kiểu vô hiệu hóa, kiểm tra và cho phép sử dụng tất cả các loại kiểu một cách hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hành một kiểu đặc biệt thứ nhất là kiểu any. Chúng ta sẽ khai báo một biến bool bằng true. Sau đấy, biến bool này ta sẽ lại gán bằng kiểu string. Bool bằng quá nhanh chẳng hạn. Kiểu string không được gán lại cho kiểu boolean. Vì như ta đã học ở bài trước thì nếu chúng ta không khai báo kiểu đấy là kiểu gì thì nó sẽ nhận giá trị đầu tiên và nó sẽ gán kiểu của biến đấy cho giá trị đấy. Còn ví dụ như chúng ta sẽ gán kiểu any ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy là biến bool của chúng ta sẽ có thể gán lại bằng biến string mà không hề báo lỗi gì. Chúng ta có thể in ra console chấm log biến bool. Chúng ta hãy cùng kiểm tra bằng cách chạy ta sẽ cùng chạy. Đây là lệnh node kiểu đặc biệt chấm z. Chấm ts, xin lỗi các bạn. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Chúng ta đã bị lỗi lúc biên dịch rồi. Xin lỗi các bạn, tôi bị nhầm cú pháp build file. Chúng ta phải dùng lệnh tsc cách kiểu đặc biệt chấm ts. Như vậy là chúng ta đã build thành công. Đây, kiểu đặc biệt chấm ts đây. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chạy mới dùng lệnh node kiểu đặc biệt chấm js này. À, chúng ta đang bỏ console ra đây. À, chúng ta phải build lại đã. Build thành công. Đây, đã in ra quá nhanh này. Các bạn có thể thấy là kiểu any thì chúng ta có thể đổi kiểu biến dữ liệu. Có thể là boolean, number hoặc là string.
chúng ta cùng đi sang kiểu dữ liệu tiếp theo trong TypeScript. Đấy là kiểu unknown, kiểu dữ liệu unknown cũng tương tự như kiểu any, thì không đề cập đến bất kỳ kiểu dữ liệu cụ thể nào, nhưng có thể thay thế và an toàn hơn là kiểu any. TypeScript sẽ ngăn cản không cho kiểu unknown được sử dụng trừ khi bạn cắt kiểu dữ liệu này. Chúng ta sẽ cùng xem trong ví dụ sau đây. Như các bạn có thể thấy trong ví dụ là biến x của chúng ta là bằng kiểu unknown và chúng ta gắn giá trị là string. Sau đấy chúng ta lại đổi lại thành kiểu object đối tượng nhưng hệ thống vẫn không báo lỗi. Lúc in ra thì chúng ta vẫn in ra là một object. Thì nó cũng gần giống kiểu any phải không ạ? Nhưng trong một số trường hợp thì nó sẽ báo lỗi và chúng ta sẽ phải cắt. Chúng ta cùng đến với kiểu dữ liệu đặc biệt tiếp theo, đấy là kiểu never. Kiểu never sẽ true ra lỗi bất cứ khi nào nó được xác định hay được gắn giá trị. Và kiểu never này cũng rất hiếm khi được sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ với kiểu never. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo kiểu bool bằng never. Đây, không có lỗi gì. Nhưng sau khi ta gắn giá trị bool bằng true chẳng hạn. Bạn này, vừa viết bool là nó đã lỗi luôn rồi. Đây, kiểu bool. Chúng ta không thể gắn kiểu cho kiểu never. Và ta sẽ đến với kiểu cuối cùng. Kiểu này thì không được sử dụng nhiều trừ khi bạn enable strict null check ở trong file tsconfig.json. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ để hiểu rõ hơn. Chúng ta cùng đi vào kiểu dữ liệu đặc biệt cuối cùng trong bài hôm nay. Đó là kiểu undefined và null. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo bằng biến x là kiểu undefined. Không có lỗi gì. Ta sẽ gắn x bằng a. Bạn có thể thấy là lỗi này. Giá trị A không thể gắn cho kiểu undefined. Kiểu undefined thì chỉ nhận một giá trị đấy là undefined. Và chúng ta sẽ khai báo một biến y tiếp. Biến y này ta sẽ có kiểu là kiểu null. Không có lỗi gì. Nếu ta gắn giá trị thì sao? Y bằng 5. Đây, cũng lỗi luôn. Giá trị 5 không thể gắn cho kiểu null. Ta cũng chỉ có thể gắn giá trị bằng null thôi. Chúng ta sẽ cùng lốc ra kiểu dữ liệu của hai biến này. Type x có xin lỗi bạn Ctrl C Ctrl V chúng ta thay x bằng y. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem hai cái x và y sẽ trả về kiểu dữ liệu gì. Chúng ta sẽ gõ các lệnh để biên dịch TSC kiểu đặc biệt chấm TS. Nốt kiểu đặc biệt chấm JS. Đây, kiểu trên là kiểu undefined, còn là kiểu dưới là kiểu object. Bài tập của ngày hôm nay là hãy điền vào chỗ trống. Chúng ta sẽ tạo một biến x và các bạn hãy điền vào chỗ trống kiểu của biến x làm sao mà chúng ta sẽ không cần kiểm tra kiểu. Xin
Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.